Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Zido MV, chuyên mua bán các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024 thì em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu bác những sản phẩm mà bên em đang có các bác nhá. Kênh của em là kênh bán điện thoại online và ship hàng trên toàn quốc. Mỗi một tối thì em sẽ lên sóng cập nhật giá cả từng chiếc bộ lên và báo giá chi tiết tất cả những sản phẩm mà bên em đang có cho các bác. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì bớt ra một giây cho em xin một nút đăng ký kênh ở dưới video để khi mà em lên sóng các bác nhá, nó sẽ thông báo lên cho các bác sẽ được người xem đầu tiên và anh em lựa chọn những cái sản phẩm nào mà mình ưng ý. Hình thức mua hàng thì nếu mà bác nào mà Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng điện thoại Zido MV 111 Triều Khúc Hà Nội để xe máy. Còn nếu ở xã không qua được thì các bác cọc tiền, sau đó bên em ship hàng cho các bác đến tận nơi. Dưới 10 triệu thì cọc 300, trên 10 triệu cọc 500 các bác nhá. Và ship hàng tận nơi luôn, các bác nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và sai thì bên em sẽ chịu các bác nhá. Ok, và bây giờ thì em giới thiệu bác những sản phẩm bên em đang có. Hôm nay thì em sẽ rơi về rất nhiều cái dòng Elot 20 Ultra và S21 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam. Anh em nào cần phiên bản Samsung Việt Nam thì các bác tua cuối video, em sẽ quay đoạn đấy. Và đoạn đầu tiên em sẽ quay những cái máy rẻ tiền hơn các bác nhá. Ok, sản phẩm đầu tiên là Samsung Galaxy Note 8, còn đúng hai cháu này thôi. Samsung Galaxy Note 8 còn một con màu mắm tôm và một con màu xanh. Phải nói để mà kiếm được những con Note 8 thời điểm này nó đẹp như con này ấy, rất là hiếm và gần như không có trên thị trường anh em nhé. Thì Zido MV về được hai chiếc zin chuẩn chỉ hình thức 98%, chỉ phe phải nhẹ một tí xíu thôi, không đáng kể. Samsung Galaxy Note 8 màn hình lại còn sáng trong veo luôn, RAM 6GB và bộ trong là 64GB. Cái này thì tất cả các chức năng ok và chất lượng camera của Note 8 này phải nói với các bác còn rất là ngon các bác nhá, còn cực kỳ ngon. Hiện tại thì Samsung Galaxy Note 8 là một trong các mẫu máy dùng rất bền. Giá thì 3 triệu một cháu, tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình cho các bác. Ok, sản phẩm tiếp theo Samsung Galaxy Note 9 này anh em này. Đấy, những cái dòng Note 8, Note 9 này bây giờ các bác cũng hỏi rất là nhiều luôn. Đây là một cây hàng đẹp tầm 98%. Samsung Galaxy Note 9, zin chuẩn chỉ màu đen. Phiên bản Hàn Quốc có thể nâng cấp lên được 2 SIM. Con này thì RAM của nó là RAM 6GB và bộ trong là 128GB. Đấy, pin của 4000, 2 SIM 2 sóng, tất cả các chức năng hoạt động ok. Camera chụp ảnh cũng rất đẹp các bác nhá. Màn hình cong tràn viền, vẫn còn jack 3.5, nói chung là hơn 3 triệu dùng con này vẫn còn khá là ngon. Samsung Galaxy Note 9 màn hình sáng đẹp trong veo, không ám mố, không lưu ảnh và mọi chức năng là hoạt động ok. Đấy thì đến thời điểm này mà các bác kiếm được những con Note 9 mà nó đẹp như thế này, phải nói với các bác gần như không có trên thị trường anh em nhá. Con này thì giá hiện tại đang cho bác là 3.800.000. Ok, sản phẩm tiếp theo chính là một con Samsung Galaxy Quantum 2. Quantum 2 này thì bên em cũng bán gần như vãn rồi và còn khoảng tầm chục chiếc nữa là hết hàng các bác nhá. À đâu, còn rất là nhiều, quên, còn một cọc nữa này, còn một cọc màu đen nữa, quên không giới thiệu các bác. Cọc này thì giá chỉ có 3.7, 3.8 thôi. Cọc này hình thức của hơi phẩy. Và trước khi giới thiệu về giá thì em sẽ giới thiệu cho anh em về cái cấu hình trước, về cái tính năng trước, sau đó sẽ giới thiệu về giá sau các bác nhá. Galaxy Quantum 2, những con hàng Nga đẹp tầm 99% cho các bác, gần như một con hàng nét nền nẹt luôn. Nói chung là các bác trong cái tầm tiền mà trên dưới 4 triệu thì cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo các bác nhá. Các bác nhìn cái quả màn hình của nó này. Màn hình AMOLED 6.7 inch, 2K và 120Hz, phiên bản của Hàn Quốc, một SIM, có hỗ trợ 5G, có game của gọi, pin 4500. RAM thì là 6/128GB và đặc biệt chạy chip Qualcomm Snapdragon 855 Plus các bác nhá. Ở bên Hàn Quốc nó 1 độ C này. Máy về nguyên chiếc, nguyên bản, nguyên zin 100%. Samsung Galaxy Quantum 2. Hiện tại thì giá đang loanh quanh đối với những con hàng A đẹp nhất mà bên em đang có thì đó là 4.2 triệu các bác nhá. Những con hàng A này đẹp tầm 99%, có màu tím, màu đen và màu trắng. Đấy, thì 4.2 triệu. Còn các bác lựa chọn những con hàng A trừ như này thì nó đẹp tầm phe phải nhẹ một tí lưng này, các bác nhìn này. Đấy, lưng nó hơi lấm tấm nhẹ một tí. Thì những cây này em đang bán cho các bác với cái giá là 3.9 triệu các bác nhá. Viền viếc các kiểu ok, màn hình sáng đẹp trong veo. Và ngoài ra thì có rất là nhiều màu đen hàng 3.7, 3.8. Đại loại là nó sẽ gọi là hơi xước viền nhẹ một tí. Quên cái cọc này mới về xong không giới thiệu cho bác này. Đấy, Galaxy Quantum 2 toàn về theo cọc thôi anh em nhá. Hôm nay em tưởng là hết hàng nhưng mà hôm qua tại vì mấy ngày vừa rồi bán khá là nhiều Galaxy Quantum 2. Đây, hình thức của máy này cũng khá là mới luôn các bác nhá, chứ không phải là cũ đâu. Đấy, các bác nhìn thì viền vùng các kiểu rất đẹp. Nói chung là tổng quát thì em đánh giá vẫn tầm 98%. Đấy, ngon lành cành quất luôn. Giá thì Aloso hết cái màu đen này cho các bác là 3.8 triệu. Còn con nào đẹp căng thì hàng A thì nó mới là 4.2 triệu các bác nhá. Còn đa phần là 3.8 triệu. Những con 3.8 triệu thì nó sẽ xước một chút viền như này này các bác nhìn này. Đấy, còn những cái con mà đã hàng A ấy, thì viền của nó không xước các bác nhá. Đây các bác nhìn viền là nó hơi cấn nhẹ một tí xíu thôi. Còn nói chung là không thể tránh được một con hàng gọi là Galaxy Quantum 2 này, vẫn còn chưa chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt luôn này.
đầy đủ tiếng Việt CS Play cho các bác luôn. Màn hình sáng trắng luôn các bác nhé, không có ám mố lưu ảnh gì. Mọi chức năng là hoạt động ok, phải nói cho các bác trong cái tầm tiền mà trên dưới 4 triệu. Đáng đồng tiền bát gạo luôn. Con này thì em chưa phân loại giá tiền ra được, nhưng mà giá tiền thì sẽ loanh quanh 3 triệu 8 một chiếc các bác nhé. Tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình Galaxy Quantum 2 này các bác nhìn này. Chạy lên phiên bản Android 14 rồi, loa kép sạc nhanh các kiểu đầy đủ. Tiếng Hàn tiếng Anh này có thể tắt đi hoàn toàn ok các bác nhá. Thì đây chính là cái mẫu máy mà bên em đang có sẵn, Samsung Galaxy Quantum 2, giá từ 3 triệu 8, 3 triệu 9, 4 triệu 2 là các bác đã mua được một chiếc rồi. Anh em nào mà kết mà chốt thì các bác vào việc qua số Zalo kia các bác nhá. Đấy thì cái lô hàng có màu đen, màu trắng, màu tím, đầy đủ 3 màu cho các bác lựa chọn. Giá loanh quanh trên dưới 4 triệu là các bác đã mua được một chiếc rồi. Phải nói các bác, một trong những em hàng đáng đồng tiền bát gạo đến từng xu luôn. Ok, và sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền mà loanh quanh có hơn 3 cổ đi đây. Galaxy A52s giá từ 3 triệu 5 cho đến 3 triệu 7 là các bác đã mua được một chiếc rồi. A52s này thì được sở hữu một quả màn hình 6,5 inch. Và cái hay con này ấy, chính là một cái quả màn hình 120Hz các bác nhé. Một con máy mà hơn 3 triệu được sở hữu một quả màn hình 120Hz này. Phiên bản này là phiên bản Hàn Quốc, một sim, có hỗ trợ cho các bác 5G. Đấy. Hơn 3 triệu, pin của nó là 4.500. RAM thì là 6/128GB, một trong những cái chiếc máy gọi lồi đồng cối đá và quang quật các kiểu thoải mái luôn. Chất lượng camera cũng khá là tốt, giá hiện tại đang loanh quanh 3.700.000 các bác nhá. Có những chiếc thì 3.500.000 thì nó sẽ xước hơn một chút. Đấy thì là 3.500.000, còn lại thì là 3.700.000. Đấy, có màu tím, màu trắng, có cả màu đen anh em nhá. Anh em nào mà kết mà chốt thì cứ ZL Zalo cho bên em mà đặt hàng các bác nhá. Đấy, loanh quanh có hơn 3 triệu thôi, phải nói các bác là thiết kế đẹp, cấu hình cao, giá cả cũng rất hợp lý luôn. Galaxy A52s loanh quanh 3.500.000, 3.700.000 là các bác đã mua được một chiếc rồi. Ok, sản phẩm tiếp theo em giới thiệu bác chính là Samsung Galaxy S10 5G. Tuy là nó nghe này, S10 thì các bác nghe nó tuy là nó xa xôi, nhưng mà các bác nghe này, mình nhìn quả màn hình của nó này, 6,7 inch và màn hình cong tràn viền, phiên bản Hàn Quốc, và con này độ phân giải màn hình 2K các bác nhé. Đấy, có hỗ trợ 5G và ghi âm cuộc gọi luôn. Dung lượng pin của nó 4.500 mAh. Đấy, RAM thì là 8GB, bộ trong là 256GB. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Chất lượng camera cực kỳ tốt luôn, các bạn nhìn camera này. Đấy, đợt này râu ria các kiểu gọi là rất nhiều, led đến từng cọng lông ria luôn các bạn nhá. Con này thì bên em đang có sẵn hai màu là màu đen và màu bạc. Đấy, hai màu cũng khá là đẹp. Bác nào mà thích gọi là đen huyền bí thì các bác quất con này, màu đen huyền bí, một con pin châu. Mấy con này các bác đừng hỏi em pin có yếu không nhá, bởi vì cái chất lượng pin của nó, phải nói thật với các bác, cái chất lượng pin của cái thằng Galaxy S10 này cực kỳ tốt luôn. Đấy, thời lượng pin các kiểu báo rất tốt và cực kỳ chuẩn các bác nhá. Một cái màn hình to nhưng mà cái pin của nó ngon các bạn. Đấy, loanh quanh 4.3 triệu là các bác đã mua được một chiếc rồi. Tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình, hình thức tầm 97%. Đấy, phe phẩy hoặc cấn nhẹ một chút ít trên viền không đáng kể. Còn nếu anh em nào mà thích cái loại mà tầm 98-99% thì quất ngay hai con này, 4.5 triệu các bác nhá. Đẹp 98-99% luôn, gần như nóng lan nóng lánh luôn. Đấy, nhìn nó thấy nó phê rồi các bạn. Con này thì giá 4.500.000 các bác nhá. Ok, và đấy là cái sản phẩm Samsung Galaxy S10. Vừa xong thì em đã giới thiệu nhanh cho các bác đấy, trong những giây phút đầu tiên, những cái sản phẩm mà từ loanh quanh trên dưới 4 triệu đổ lại. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu các bác những con hàng tầm trung từ 5-7 triệu. Anh em nào mà cần mua hàng tầm trung 5-7 triệu thì các bác xem ngay đoạn clip này các bác nhá. Ok, sản phẩm đầu tiên, đây là một đây còn sót con S20BE phiên bản Hàn Quốc này đấy, còn đúng một cháu cuối cùng thì thôi, thanh lý nốt cho các bác. Qua này bản Hàn Quốc, màn hình 6,5 inch, 120Hz, chip Snap 865, có hỗ trợ 5G, pin 4.500. Con này thì giá cho các bác là 4.1 triệu các bác nhá. Giá cũng rất là êm thôi. Đấy, viền hơi phe phẩy nhẹ một tí này. 4 triệu thì cho nó tròn. Đấy, cây này 4 triệu tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và giá màn hình. Còn cây cuối cùng thanh lý nốt. Ok, sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền 5-7 triệu thì đây, đầu tiên là một cái mã Samsung Galaxy S21 5G. Các bác nhìn này, có cả phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ. Bản Hàn thì một sim, bản Mỹ thì hai sim. Bản Hàn thì bộ trong là 256GB, còn bản Mỹ bộ trong chỉ 128GB thôi. Ba cây trước mặt các bác là ba cây phiên bản Hàn Quốc, hình thức tầm 98-99%. Đang có mức giá 5.500.000 là các bác đã mua chiếc rồi. Một con máy thiết kế đẹp, cấu hình cao, nhỏ gọn các bác nhá. Màn hình của nó là 6,2 inch, màn hình phẳng tràn viền 120Hz. Con này thì có hỗ trợ 5G và ghi âm cuộc gọi, bộ trong 256GB. Nói chung là một con máy xinh nhỏ gọn nhưng cấu hình cao, camera thì chất lượng cực kỳ tốt luôn. Giá hiện tại đang là 5.500.000 một em, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Ngoài ra thì em có cả phiên bản Mỹ. Nếu mà bác nào mà dùng hai sim thì các bác lựa chọn cho em bản Mỹ.
loanh quanh từ 5 triệu 2 đến 5 triệu rưỡi. Hai cây hàng 5 triệu 2 là hai cây hàng A trừ. A trừ thì viền của nó sẽ hơi xước một chút. Máy 2 sim, bộ trong là 128GB chip Snap 888. Và nếu bác nào mà thích một con máy nhỏ gọn, cấu hình cao thì các bác có thể lựa chọn những cái con hàng Galaxy S21 5G này. Phải nói với các bác chất lượng rất tốt luôn. Camera các kiểu màu sắc tươi sáng đẹp các bác nhá. Đấy thì 5 triệu 2 cho đến 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi này thì tầm 98-99%. Còn lại thì đa phần 5 triệu 2 thì tầm 96-97%. Mọi chức năng ok, máy nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Samsung Galaxy S21 5G phiên bản của Hàn Quốc và phiên bản của Mỹ. Máy em vừa giới thiệu bác loanh quanh hơn 5 triệu là các bác đã mua được rồi. Ok, và sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn 5 triệu thì tiếp theo đây chính là một cái mã Samsung Galaxy S20 Plus anh em nhá. S20 Plus thì hiện nay bên em đang có phiên bản Hàn Quốc loanh quanh 5 triệu 300 nghìn là các bác đã mua rồi. Với số tiền 5 triệu 3 các bác bỏ ra, các bác sẽ được sở hữu một quả màn hình 6,7 inch, 2K và 120Hz, phiên bản Hàn một SIM có hỗ trợ 5G và ghi âm cuộc gọi. Pin của nó là 4500. RAM thì là 12GB và bộ trong là 256GB. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Nói chung là con này thì nói chung hơn 5 triệu thì cấu hình rất cao các bác nhá. Cao, mượt, mạnh. Nếu bác nào mà dùng gọi là màn cong đẹp, cấu hình cao thì các bác có thể lựa chọn con này. Giá 5 triệu 300 nghìn, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Hình thức của máy thì tầm 97-98%. Nói chung là khá là mới và đẹp này các bác này. Đấy, 98% các bác nhá. Mọi chức năng hoạt động ok. Giá thì 5 triệu 300 nghìn. Ok, sản phẩm tiếp theo cũng trong cái tầm tiền hơn 5 triệu thì các bác mua được cái gì? Hơn 5 triệu thì đây, đầu tiên chính là Samsung Galaxy Lốt 20 anh em nhé. Lốt 20 5G phiên bản của Hàn Quốc. Một trong những cái chiếc máy trong hơn 5 triệu dùng cực kỳ lành và bền luôn. Các bác sẽ được sở hữu gồm 3 cam sau, một đèn flash này, có sạc nhanh Type-C, có loa kép, có bút S Pen, một cái màn hình 6, con này thì màn hình sở hữu của nó là 6,7 inch anh em nhé. Con đèn này nó đang hết pin mất rồi. 6,7 inch để xem con nào có pin sẽ giới thiệu cho các bác. Đây là Lốt 20 5G, đây toàn con hết pin này. Đây. Màn hình của nó là 6,7 inch, màn hình phẳng tràn viền. Phiên bản của Hàn Quốc này thì cái bộ trong của nó sẽ là 256GB và RAM 8GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 865 Plus, có loa kép, có sạc nhanh, có bút S Pen đầy đủ các bác nhá. Đối với những con hàng A thì em đang bán hàng A cộng ấy thì đẹp tầm 99%. Thì em đang bán cho các bác là 5 triệu 600 nghìn, có màu đen và màu đồng. Đấy, thì phiên bản Hàn Quốc này em đang có màu đen và màu đồng. Đây, hàng A này. Đấy, 5 triệu 6 này, 5 triệu 5 này, 5 triệu 5 là hàng A thường. Còn A cộng 5 triệu 6, tặng đầy đủ cho bác sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình. Có hai màu, Samsung Galaxy Lốt 20 5G, phiên bản Hàn Quốc, hàng A, hàng đẹp 99%, đạt có giá 5 triệu 600 nghìn. Đấy các bác nhá, viền vùng các kiểu là đương nhiên là không có một cái cấn mót gì rồi. Cái loại này thì các bác đừng hỏi em nó có cấn chỗ nào không, có mót chỗ nào không, là cái điều không có các bác nhá. Vì nó là hàng A rồi, A cộng rồi thì đương nhiên nó đẹp như ngọc tờ đinh các bác nhá. Đẹp 99,69%, đang có mặt tại Zero MV, hai màu, màu đen và màu đồng, giá 5 triệu 600 nghìn một chiếc. Ngoài ra thì có cả hàng A trừ. A trừ thì loanh quanh 5 triệu 3 một chiếc này. Hàng A trừ phiên bản Hàn Quốc. Đấy, thì các bác có thể lựa chọn các bác nhá. Con này thì hình thức của nó cũng được tầm 97%, nguyên zin nguyên bản 100%. Ngoài ra thì bên em có cả phiên bản Hàn Quốc 4 triệu 8 này. Cái này thì nó bị một cái lưu ảnh nhẹ chỗ này, cái này không đáng kể, thì em thanh lý cho các bác là 4 triệu 8 các bác nhá. Còn có cây 5 triệu 2 cũng có này. Đấy, hàng A trừ 5 triệu 2. A triệu 2 này thì khá ngon. Nói chung chả có vấn đề, thì góc hơi cấn một tí thôi, chứ còn nó chả làm sao hết các bác nhá. Đấy, góc nó hơi cấn một tí thôi. Còn lại viền vùng các kiểu là các chỗ khác là ok. Màn hình sáng đẹp trong veo, không có ám mố lưu ảnh gì. 5 triệu 200 nghìn. Ngoài ra thì bên em đang có cả phiên bản Mỹ. Nếu mà bác nào dùng 2 sim, các bác lựa chọn phiên bản Mỹ này cho em. 2 sim 2 sóng, bộ trong là 128GB, có màu xanh, màu đồng và màu đen. Đấy, 3 màu cho các bác lựa chọn. Màu xanh, màu đồng, màu đen này. Đấy, thì đang loanh quanh 5 triệu 300 nghìn là các bác đã mua trước rồi. 5 triệu 2, 5 triệu 3 các bác nhé. Hình thức tầm 97%, trên 97% một tí. Đấy, thì các bác có thể lựa chọn. Nếu mà trong cái tầm tiền mà loanh quanh hơn 5 triệu, 5 triệu 3 này, thì các bác có thể lựa chọn Galaxy Lốt 20 5G phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ mà em vừa giới thiệu các bác. Ok, bây giờ thì em sẽ giới thiệu bác những cái mẫu máy trong cái tầm tiền mà hơn 6 triệu các bác nhá. Hơn 6 triệu thì em sẽ giới thiệu bác chính là cái sản phẩm Galaxy S20 Ultra. Hôm nay thì em về được hai cháu Samsung Galaxy S20 Ultra phiên bản của Việt Nam. Đâu em sẽ giới thiệu bác hai cây phiên bản Việt Nam này. Đây, hai cây này có giá cực kỳ rẻ luôn.
hai cây bản Việt Nam. Đấy, lưu ảnh một chút các bác nhá. Hai sim hai sóng, hai sim vật lý và game cuộc gọi. Đấy thì các bác có thể lựa chọn đây, cây này các bác còn dùng, đang dùng này. Đấy, phiên bản này là phiên bản của Việt Nam. Màn hình hơi lưu ảnh một tí này anh em nhá. Con này thì hơi lưu ảnh một chút. Đây các bác nhìn này, nó hơi lưu ảnh dấu cộng này. Đấy, cái hình ngôi nhà. Riêng cái lưu ảnh này thì cực kỳ lành và bền, và các bác dùng yên tâm 100%, không bao giờ sợ bị gọi là hỏng nhất thì các bác nhá. Riêng cái màn hình lưu ảnh này thì nó quá lành luôn, màn hình vẫn sáng trắng luôn này. Đấy, nó chỉ bị lưu siêu nhẹ thôi. Thì em cây này em thanh lý cho các bác giá 5,3 triệu, rẻ hơn bình thường hơn 1 triệu các bác nhá. Hơn bình thường năm hơn 1 triệu, có màu đen và màu xám, hai màu để cho các bác lựa chọn. Con này thì cũng bị lưu vào phân tầng siêu nhẹ. Cái này thì các bác cũng biết rồi, nó cực kỳ lành luôn và không bao giờ ảnh hưởng gì. Đấy, các bác có thể trải nghiệm 5,3 triệu, hai cây bản Việt Nam, hai sim vật lý và game cuộc gọi, thì các bác quất ngay hai con này cho em các bác nhá. Phiên bản Việt Nam. Đây, mã B là mã Việt này, hai sim vật lý này, game cuộc gọi này. RAM 12GB và bộ trong là 128GB. Đây, xem bộ trong 128GB rồi. Đây, RAM 12 trên 128GB. Nói chung là cấu hình thì rất là cao, chip Snapdragon 865. Con này thì 5,3 triệu, hai chiếc này các bác nhá. Còn ngoài ra, em có cả phiên bản của Hàn Quốc. Hôm qua thì có mấy con bản Mỹ thì đã bán hết rồi, hình như còn 1-2 chiếc bản Mỹ sao ấy. Hôm qua thì có mấy con bản Mỹ của ngày hôm qua thì có 2 chiếc luôn, thì các bác đã đặt cả hai rồi. Và trong clip ngày hôm nay thì em không có con bản Mỹ nào để giới thiệu các bác. Có 3 cây phiên bản Hàn Quốc, hàng A đẹp, 6,5 triệu, 6,6 triệu này các bác này. Hình thức tầm 98% các bác nhá. Nếu mà bác nào mà cần một con bản Hàn Quốc hình thức đẹp thì các bác có thể tham khảo con này. Đấy, hai con này thì tầm 98%. Trong ngày mai ngày kia thì em sẽ lên sóng một clip chi tiết vài chục chiếc Samsung S20 Ultra hàng thanh lý, giá chỉ từ hơn 4 triệu đến hơn 5 triệu thôi. Đấy, còn trong cái clip này thì em sẽ giới thiệu các bác hai con S20 Ultra phiên bản Hàn Quốc hình thức 98%. Mọi chức năng hoạt động ok, màn hình sáng đẹp trong veo, bộ trong 256GB. Nếu bác nào dùng một sim quất ngay con bản Hàn Quốc này. Đấy, RAM 12/256GB, màn hình cực kỳ to luôn, cong tràn viền 6.9 inch 2K+ 120Hz. Pin 5000. Con này thì nói chung về cái cấu hình thì gọi là đẳng cấp rồi các bác nhá. Phiên bản Hàn Quốc một sim, camera siêu zoom 100x. Đấy, con này thì chỉ dành cho những cái bác mùa hè này thích ngắm chị hàng xóm thì tuyệt vời luôn. Nhất là các bác nào gần bãi biển thì đúng là số hưởng luôn các bác nhá. Thì giá 6,5 triệu, 6,6 triệu là các bác đã mua được một chiếc rồi. Đấy thì em đã phân loại hàng ra đây. 6,5 triệu thì nó gọi là xước hơn, nhẹ hơn một vết thôi so với con này, thì mất 100.000 thôi. Còn lại thì nó chả làm sao hết. 6,5 triệu, 6,6 triệu là các bác đã mua được con S20 Ultra phiên bản Hàn Quốc rồi các bác nhá. Thì vừa xong em đã giới thiệu bác một cái mẫu máy trong cái tầm tiền mà hơn 6 triệu chính là S20 Ultra. Đấy, hơn 5 triệu, hơn 6 triệu, hai cây bản Việt Nam hơn 5 triệu, mấy cây bản Hàn thì là hơn 6 triệu là các bác đã mua được chiếc rồi. Ngoài ra thì trong cái tầm tiền đấy thì em sẽ giới thiệu cho bác một cái mẫu máy em mới về khá là nhiều, chính là Samsung Galaxy S21 Plus. 21 Plus thì em cũng phân loại hàng ra, đối với những bác nào mà thích hàng A đẹp từ 98 đến 99% thì các bác có thể lựa chọn những con hàng A như em đang cầm trước mặt các bác đây. Có màu trắng bạc, màu tím và màu đen, đầy đủ 3 màu cho anh em lựa chọn nhá. Màu trắng bạc, màu tím viền vàng và màu đen huyền bí. Đấy, cho các bác lựa chọn này. Những con như này thì hàng của nó đẹp tầm 98% trở lên và mọi chức năng là hoạt động ok. Đấy thì không có một cái lỗi lầm gì. 21 Plus thì sẽ thiên về cái xu hướng là cầm một con máy nó sẽ sang trọng, hiện đại và mỏng nhẹ các bác nhá. Mỏng nhẹ mà chắc chắn, chứ nó không xu về cái xu hướng là nó nặng đầm tay như kiểu thằng S20 Ultra. Con này thì hơn 6 triệu là các bác đã được sở hữu rồi. 3 cam sau, một đèn flash này, có cổng sạc nhanh Type C. Con này thì có jack bỏ jack 3.5 rồi. Phiên bản của Mỹ. Đấy, phiên bản của Mỹ đầy đủ 3 màu. Con này thì hai sim, có hỗ trợ 5G và pin của nó lên tới 4800. Nói chung là một chiếc máy camera đẹp. Các bác nhìn chất lượng camera này, phải nói với các bác đỉnh cao luôn nha. Camera của 21 Plus thì trước nay em vẫn đánh giá là cái màu sắc nó rất là tươi, sáng và đẹp. Hiện tại thì camera của S21 Plus này là gọi là gần như trong top đầu rồi. Con này thì giá nó đang là đối với hàng A là 6,5 triệu, một chiếc hàng A. Còn ngoài ra, nếu mà bác là hàng A rất là nhiều hàng luôn. Đấy, hàng A màu đen màu nhất của đây này. Hàng A này, các bác nhìn chưa? Toàn hàng A đẹp 98% đến 99%. Gần như hàng này thì nó không có một cái vết gọi là cấn móp gì. Và nếu mà có xước thì nó chỉ gọi là lông tơ con kiến thôi nha. Chứ còn gọi là cũng không xước luôn. Những cái con hàng A này thì đẹp trên 98-99%, gần như là không xước luôn, lông tơ con kiến thôi. Đấy. Còn ngoài ra nếu bác nào không quan trọng quá về hình thức thì các bác có thể lựa chọn hàng A trừ chẳng hạn. A trừ này thì nó cũng chỉ có loanh quanh 6,2 triệu thôi là các bác đã mua được chiếc rồi. Đấy, ba con màu tím mộng mơ 6,2 triệu là các bác đã mua một chiếc rồi. A trừ này thì nó làm sao? Tất
cả các chức năng vẫn hoạt động bình thường. Nhưng các bác nhìn trên viền này đấy, nó hơi gọi là phải nhẹ một tí xíu thôi, chứ còn nó chả làm sao hết các bác nhá. Nó không có lỗi lầm gì hết và mọi chức năng vẫn hoạt động ok, màn hình vẫn sáng trưng và tất cả mọi chức năng vẫn hoạt động bình thường, không có một cái lỗi lầm gì. Thì các bác có thể lựa chọn hàng A hoặc A trừ theo cái nhu cầu sử dụng của mỗi người. Đấy, thì các bác nếu mà lấy con hàng A trừ thì rất là ngon này, bởi vì sao? Giảm đi 300.000 mà được một cái con máy thực tế này nó cũng tầm 97%, trên 97% nó cũng chẳng làm sao hết các bác nhá. Đấy, thì các bác có thể lựa chọn theo cái nhu cầu của mình. Loanh quanh có hơn 6 triệu là các bác đã mua được một chiếc rồi. Thời điểm này thì S21 Plus giá cũng xuống rất là hợp lý luôn. Ok, và sản phẩm tiếp theo em giới thiệu bác trong cái tầm tiền mà trên 8 triệu đây. Đấy, trên 8 triệu thì em sẽ giới thiệu bác hôm nay mới về được ba cháu Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam. Hôm nay em sẽ giới thiệu bác hai con phiên bản Samsung Việt Nam, dung lượng 256GB này trước này. Đấy, bản Việt Nam hai SIM vật lý mà lại còn là 256GB. Hôm nay về được hai chiếc, một chiếc màu bạc và một chiếc màu đen huyền bí. Đấy, thì cho các bác có nhu cầu sử dụng con nào thì anh em vào việc các bác nhá. Hình thức của hai con này thì đẹp tầm ít nhất phải tầm 98 đến 99%. Cây này còn nguyên cả cái siêu viền này, cây này nhưng cái siêu viền con này đó nó đang lem nhem khả năng mai em lột đời đi các bác nhá. Đây nó đang lem nhem lột ra như mới luôn này. Đấy, thì hai con này là có hai con Samsung Galaxy S21 Ultra. Các bác biết rồi, S21 Ultra là một trong những cái siêu phẩm của Samsung, và trong cái tầm tiền thời điểm này thì cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, thì hai con này hôm nay em về đây các bác nhìn này, một con hàng phiên bản này là phiên bản G988B, nghĩa là phiên bản Samsung Việt Nam, dung lượng pin của nó 5.000, hai SIM vật lý và ghi âm cuộc gọi, RAM của nó là 12/256GB. Nếu mà bác nào mà thích hai SIM vật lý này lại còn thích ghi âm cuộc gọi nữa này thì cái này là một sự lựa chọn số 1 luôn. Hai con này thì một con hàng cao cấp mà giá chỉ như hàng tầm trung thôi các bác nhá. Đấy, loanh quanh có hơn 9 triệu là các bác đã mua rồi. Thì hiện tại hai chiếc này hình thức của đẹp tầm 98 đến 99%, em đang bán cho các bác là 9.500.000 các bác nhá. Hai chiếc đều là dung lượng 256GB. Đấy, RAM 12/256GB. Bình thường thì anh em mua bản Mỹ ấy thì nó là bản 128GB. Đấy, RAM 12/128, nhưng hai con này là bản Việt Nam này, RAM 12/256GB, hai SIM vật lý và ghi âm cuộc gọi, có hỗ trợ 5G, dung lượng pin 5.000, màn hình sáng trắng luôn, đẹp trong veo luôn, không có ám mối lưu ảnh gì các bác nhá. Thì hai cái này em đang bán cho các bác là 9.500.000, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Ngoài ra thì em có một cây cũng là bản Việt Nam, nhưng cây này giá thì chỉ có 8.500.000 thôi. Đấy, phải nói với các bác là cùng là một con máy nó chênh nhau 1 triệu là cái chuyện bình thường. Con này thì nó chả có làm sao hết, nó cũng là bản Việt Nam, nhưng mà nó chỉ có 128GB là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là hình thức của nó không được đẹp keng như kiểu hai con kia thôi, nó có một hai những cái vết chấm phẩy nhẹ nhẹ này, gọi là không đáng kể các bác nhá. Không đáng kể, còn lại thì ok. Đấy, hình thức của nó cũng rất là mới. Đây bên trên nó sẽ hơi xước hơn nhẹ so với hai con kia. Và cái màn hình thì đẹp keng nhá, không ám mố, không lưu ảnh gì. Và đây con này thì dung lượng của nó là RAM 12/128GB. Đấy, nó không được là 256GB như kiểu hai chiếc kia. Nhưng mà ngược lại cái giá nó sẽ rẻ đi 1 triệu các bác nhá. Này, hai SIM vật lý và ghi âm cuộc gọi, có 5G. Đấy, cây màu đen này em thanh lý cho bác giá 8.500.000, tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Đấy là em vừa giới thiệu nhanh cho bác một cái sản phẩm S21 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam mà bên em vừa mới về. Ngoài ra thì em có cả S21 Ultra bản Mỹ, hàng đẹp led lèn lẹt 99.69% các bác nhá. Nếu anh em nào mà thích bản Mỹ mà đẹp như kiểu ngọc tờ rinh ấy thì các bác quất ngay con này cho em. Hàng gọi là không một vết xước và không một vết mũi đốt anh em nhá. Con này thì nguyên siêu viền ni lông giấy bóng kìa. Đấy, còn nhiều con để nó bong lem nhem lên thì các bác về các bác, một là các bác có thể lột đi. Đấy, hai là các bác để đấy đúng ốp tùy ý các bác nhá. Đấy, nguyên siêu viền ni lông giấy bóng đẹp keng. Phiên bản Mỹ hai SIM và ghi âm cuộc gọi, tất cả các chức năng hoạt động ok, bên em đã kiểm tra hết rồi. Đấy, cập nhật lên Android 14 mới nhất. Máy thì One UI 6.0 mới nhất và được up roam quốc tế rồi. Riêng máy em, máy Mỹ này em cứ cho hết tăng roam quốc tế, ngon lành cảnh quất luôn các bác nhá. Không có một cái app rác ứng dụng thừa nào hết. Đấy, các ứng dụng đều là ứng dụng mặc định của Samsung, và tất cả những cái ứng dụng là đều là những cái ngon nhất đến tay các bác. Thì đây chính là sản phẩm S21 Ultra phiên bản Mỹ đang có giá là 9.500.000. Đấy, hàng đẹp không một vết mũi đốt coi nha, 99.69%. Còn ngoài ra bản Mỹ thì em đang về được thêm vài chiếc Samsung S21 Ultra bản Mỹ, nhưng hàng chỉ có 8.300.000 thôi. Hàng này thì nó tầm 96-97%, đại loại là cũng phải tầm 97%. Các bác nhìn viền này gần như cũng chẳng có cấn móp gì nhá, cũng chẳng có cấn móp gì hết, mà hình thức như này cũng khá là đẹp này. Đấy, nó bạc một tí cái đuôi sạc này thôi, còn lại nó chả làm sao hết, mọi chức năng hoạt động ok. Đấy, bản Mỹ hai SIM
màn hình các kiểu sáng trưng luôn, không có ám mố lưu ảnh gì. Thực tế thì nhiều bác cũng chẳng quan trọng đâu, các bác dùng con này cũng rất là ngon. Đấy, giá thì cũng chỉ loanh quanh có 8.300.000 là các bác đã mua rồi, phải nói quá rẻ luôn, tiền nào của đấy thôi các bác nhá. Ok, và sản phẩm tiếp theo thì em có cả S21 Ultra phiên bản của Hàn Quốc này, hình thức 98%, nguyên zin nguyên bản 100%, có màu bạc và màu đen, hai màu cho các bác lựa chọn. Đấy thì giá thì cũng khá là hợp lý, loanh quanh từ 8.500.000, 8.600.000 và 8.800.000. Đối với những con 8.800.000 như này thì nó đẹp tầm 98% các bác nhá. Mọi chức năng là hoạt động ok. S21 Ultra bản Hàn Quốc thì bộ bên trong của nó sẽ là 256GB và nó có hỗ trợ game cục quậy. Đấy thì các bác nào mà lựa chọn phiên bản Hàn này thì quất ngay con này cho em. Đấy, có hỗ trợ 5G, một SIM, game cục quậy, pin 5000, RAM 12 và bộ trong 256GB. Camera thì ngắm chị hàng xóm 100x các bác nhá. Riêng camera bọn này thì đừng có hỏi có led hay không, bởi vì sao, nó quá chất lượng luôn. Giá hiện tại đang là 8.800.000 này, có cây 8.600.000 tặng đầy đủ cho các bác. Sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Đấy, có cây 8.600.000 này. Thì vừa xong em đã giới thiệu nhanh cho các bác một cái sản phẩm S21 Ultra, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu các bác trong cái tầm tiền từ 8 đến 9 triệu một cái mẫu Samsung Galaxy Lốt 20 Ultra. Lốt 20 Ultra thì hôm nay em cũng về được bản Việt Nam luôn. Đấy, nếu mà bác nào mà cần gọi là hai SIM vật lý và cần diêm cục quại thì các bác quất ngay bản Việt Nam này cho em. Một cây màu trắng, một cây màu đen và một cây màu đồng. Hai cây này thì đức của nó đẹp từ 98 đến 99% các bác nhá. Viền vùng các kiểu không có cấn móp xước sát gì. Đấy thì gần như hàng keng rồi. 98 đến 99%, một chiếc màu đồng và một chiếc màu đen. Mọi chức năng là hoạt động ok, và màn hình thì đương nhiên với các bác nhá, đó là không ám mố và không lưu ảnh gì, mọi chức năng là ngon lành. Màn hình của nó là màn 2K cộng và 120Hz. Con này kích thước 6,9 inch. Phiên bản Samsung Việt Nam này, hai SIM vật lý và có game cục quậy. Dung lượng pin của nó là 4500, RAM 8GB và bộ trong là 256GB. Ô, con này rất độc đáo này. Con này đang chạy phiên bản Android 10 này anh em này. Phải nói để mà thời điểm này nhá, kiếm được những con Android cao ấy mới là khó luôn. Mà gặp được những con Android 10 này phải nói với các bác là nó là cực hiếm các bác nhá. Về nhà thì các bác có thể cập nhật lên Android 13, 14 nhưng mà 13. Nhưng mà rất nhiều bác thích những cái phiên bản Android thấp này này, bởi vì đây các bác nhìn này. Tự nhiên em bấm em thấy nó quá mượt. Em lại bảo là sao con này nó lại mượt hơn mức bình thường thế này. Camera led chưa các bác này. Phải nói là các bác là dòng Lốt 20 này cũng là một trong cái dòng đáng gờm luôn các bác nhá. Và đến năm 2024 thì cái chiếc Lốt 20 Ultra này vẫn là một trong cái chiếc máy các bác cũng đáng quan tâm. Mà giá nó rẻ, một con hàng cao cấp mà giá chỉ như một con hàng tầm trung thôi. Loanh quanh có 8.600.000, phiên bản 256GB nhá. Hai chiếc đều là bản Việt 256GB. Đấy thì các bác có thể lựa chọn này. Con này bản Android 10 luôn, RAM 8 bộ trong là 256GB này. Đấy, con này thì cũng 256GB, bản Việt Nam, hai SIM vật lý. Con này RAM 8 256GB. Ô, con này hình như cũng chạy Android thấp này. Đấy, bây giờ thấp bên nó nên là hiếm các bác nhá. À, con này Android 13 rồi, bản mới rồi. Thực tế thì các bác như các bác nhìn này, Android 10 với 13 thì giao diện các kiểu nó có khác với nhau đâu. Đấy, giá nó giống hệt nhau luôn, nó chả khác cái gì các bác nhá. Đấy thì loanh quanh cho các bác là 8 triệu mấy đây, 8.600.000 là các bác đã mua được hai con Samsung Galaxy Lốt 20 Ultra phiên bản Samsung Việt Nam rồi. Anh em nào kết chốt chụp ảnh màn hình lại gửi Zalo cho bên em các bác nhá. Còn ngoài ra Lốt 20 Ultra thì em có cả phiên bản Mỹ này. Đấy, phiên bản Mỹ mà cái loại hàng mà như ngọc tờ rinh ấy. Cái loại hàng này thì trong mấy ngày vừa qua thì các bác cũng đặt rất là nhiều. Đấy, thì trong mấy ngày vừa qua thì em bán, em gửi đi tỉnh cũng khá nhiều, có bác chuyển khoản full gửi ô tô là chuyện bình thường luôn. Có ba màu, màu trắng, màu đen và màu đồng, ba chiếc đẹp keng nét này, nét 99.69%. Con này thì màn hình 6.9 inch, 2K cộng 120Hz. Nói chung là về cái chất lượng của cái máy bản nét này thì nó khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Màn hình thì đương nhiên với các bác là cam kết các bác là nó không có ám mố lưu ảnh gì, và một con máy zin chuẩn chỉ, tất cả các chức năng hoạt động ok. Phiên bản của Mỹ đẹp keng, RAM 12, một chai 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Con này thì chip 865 Plus. Máy đẹp như một chiếc máy mới vừa bóc ra khỏi hộp luôn. Nguyên siêu viền inox giấy bóng luôn các bác nhá. Con này thì hiện tại giá hàng này new, em đang bán cho các bác là 8.900.000, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Ngoài ra thì Lốt 20 Ultra em có cả phiên bản Hàn Quốc này. Đấy, phiên bản Hàn Quốc thì loanh quanh hơn 7 triệu rồi hơn 8 triệu cũng có. Đây, loanh quanh ví dụ như con này thì có hơn 7 triệu thôi, bản Hàn Quốc. Cái này thì bên trên viền nó hơi sáng viền một tí các bác nhá. Cái chung quanh viền này nó hơi trắng trắng một tí này. Thì cây này thanh lý cho các bác giá 7.200.000. Còn ngoài ra ba chiếc này thì từ 7.900.000 đến 8.600.000 này, 8.500.000 này là các bác đã mua rồi. Hai chiếc 98 đến 99%, một chiếc màu đồng và một chiếc màu đen. Đấy, hơn 8 triệu, 8.500.000, 8.600.000.
Còn một chiếc phiên bản Hàn Quốc 7.900.000, cây này thì chỉ có một cái vết gọi là phải siêu nhẹ góc này thôi, còn lại chả làm sao hết. 7.900.000 các bác nhá. Thì đây là toàn bộ dòng Samsung Galaxy Note 20 Ultra mà bên em đang có. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu bác dòng S22 Ultra. S22 Ultra thì trước khi giới thiệu S22 Ultra, em sẽ giới thiệu bác hai cây S22 Plus ở trước này. Một chiếc màu trắng và một chiếc màu xanh. Hai chiếc này đẹp tầm 98%, zin nguyên bản 100%. Hai chiếc Galaxy S22 Plus các bạn nhá. Nếu bác nào thích form dáng của thằng này thì chốt ngay luôn. Ba cam sau, một đèn flash này, có sạc nhanh Type-C, có loa kép luôn. Một quả màn hình phẳng ý, trông kiểu kìa, rất là phê luôn này. Các bạn nhìn quả màn hình của nó đẹp chưa? Màn hình nó là màn hình phẳng anh em nhá, không phải màn hình cong, và nó gần như nó tràn viền hết rồi. Đấy, màn hình 6,7 inch, phiên bản Hàn Quốc, một sim, có hỗ trợ game của gọi và 5G, pin của nó 4500, RAM 8GB, bộ trong 256GB, camera thì chụp ảnh khỏi bàn luôn nhá. Hỏi về gọi là bàn camera có LED hay không bởi vì nó quá LED rồi. Những cái một con hàng cao cấp mà giá chỉ như một con hàng tầm trung. Giá 8.500.000 là các bác đã mua rồi, tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình. Bây giờ một cái con Samsung Galaxy A54, nếu mà các bác mua mới thôi nha, thì nó cũng phải tầm 8.500.000 mà mới chỉ được là RAM 8/128GB thôi ấy. Mới chỉ là RAM 8/128GB mà đã 8.500.000 rồi. Trong khi một con S22 Plus này nó ngon hơn cực kỳ nhiều, nó ngon hơn gấp tỷ lần luôn. Mà giá cũng chỉ có 8.500.000, một con hàng cũng tầm 98%, chứ cũng không phải là xấu đâu các bác nhá. Cũng không phải là xấu đâu. Đấy, thì các bác lựa chọn con này nó là hợp lý luôn. Cầm nó sang hơn con A54 rất là nhiều được quá nhá. Mà các bác lại được sở hữu một con hàng flagship. Ok, và sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay chính là S22 Ultra. S22 Ultra thì em có cả phiên bản Hàn và phiên bản Mỹ. Phiên bản Mỹ thì có qua có màu trắng đã bán rồi. Và đây chính là phiên bản Mỹ 512GB mà các bác đang tìm kiếm đây. Một con hàng đẹp nét nền nẹt 99,69%, không một tì vết luôn các bác nhá. Những bác nào mà tầm này mà bỏ ra hơn 14 củ các bác quất con này thì đúng là hết được chấm luôn. Nguyên siêu viền đẹp keng như mới luôn, thiếu đúng một cái hộp nó thành hàng keng. Con này thì RAM 12/512GB và tất cả các chức năng hoạt động ok các bác nhá. Bên em đã kiểm tra và test tất cả mọi thứ rồi, phải nói những cái hàng này về em phải test rất là kỹ. Bởi vì khi mà lỗi ấy, thì bên em cũng là người chịu thiệt đầu tiên chứ không phải các bác đâu. Con này pin của nó 5000, RAM thì 12GB và bộ trong 512GB, lưu cả thế giới luôn. Đấy, các bác nào mà nhớ người yêu cũ quá ấy thì các bác quất con này về cho một ammo mảnh người yêu cũ. Đấy, lưu tẹt bô luôn, các bác dành luôn 100GB ra cho nó sang. Dành hẳn 100GB ra để gọi là lưu một cái album người yêu cũ các bác nhá. Đấy, thì con này 512GB mà các bác dành 1/4 cái album ảnh nha thôi. À, 1/4 cái bộ nhớ nó là 100GB đi. Lưu tẹt hết ảnh người yêu cũ vào đây, thi thoảng ngắm cho nó đỡ buồn. Thì đây chính là cái sản phẩm S22 Ultra 512GB em đang bán cho các bác giá 14.200.000. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều phiên bản Hàn Quốc. Bản Hàn Quốc thì em đang loanh quanh 11.500.000 là các bác đã mua rồi. Đây, bản Hàn Quốc thì phải nói các bác quá rẻ luôn. Bản Hàn Quốc thì nó chỉ dùng được một sim thôi và bộ trong của nó là 256GB. Các bác nhìn thấy loanh quanh 11.500.000, rồi có cây đặc biệt thì 11.800.000 là các bác đã mua được con bản Việt, bản Hàn Quốc rồi. Bản Hàn Quốc thì cấu hình nó ra làm sao thì nó giống hệt cái con bản Mỹ kia, nó chả khác một cái gì cả. Nhưng mà cái bộ trong của nó chỉ có là 128GB, bộ trong của nó chỉ có là 256GB thôi các bác nhá. 256GB. Và bản Hàn Quốc thì nó chỉ dùng được một sim. Đấy. Còn lại tất cả đều như nhau, đều có quả camera 100x để ngắm chị hàng xóm, đều có một cái màn hình 6,8 inch 2K cộng 120Hz, đều có một cái viên pin 5000. Và con này thì hiện tại em đầy đủ các màu, màu trắng, màu xanh, màu đen và màu đỏ tím. Giá loanh quanh 11.500.000 là các bác đã mua được chiếc rồi. Cây số 5 giá 11.500.000 thì cây này hình thức của nó được tầm 98%, cấn đúng một cái vết bé xíu ở góc này thôi. Còn lại thì ok đi, chả có một cái lỗi lầm gì hết, hình thức rất mới luôn các bác nhá. Tầm 97-98%. Cây số 5. Cây số 11 này 11.800.000 thì gần như đến 98% rồi, gần như không cấn móp xước sát chỗ nào. Con này phải nói với các bác thời điểm này nó quá rẻ luôn các bác nhá. 11.800.000. Và cây số 4 11.500.000 màu đỏ tím này thì cũng rất là mới luôn. Cây này còn nguyên cả cái siêu viền bên hông này. Cây này thì cũng chẳng có cấn móp xước sát chỗ nào, xước nhẹ mỗi tí xíu này. Nói chung là quá bé, cái này không thể đáng kể được. Đấy, thì giá hiện tại đang là 11.500.000. Và một cây màu trắng cuối cùng trong clip ngày hôm nay, màu trắng ngọc tờ rinh. Cây này giá 11.500.000. Cây này thì cũng rất là mới, chỉ có góc nó hơi phải nhẹ. Cây này em còn chưa thấy góc phải chỗ nào đây. Nói chung cây 11.500 màu trắng này khá ngon này. Anh em nào quất con này cũng khá hợp lý này. Phải nói với các bác cái quả camera nhìn phê thật.
một quan hàng tầm trung mà giá đúng một quan hàng gọi là một quan hàng cao cấp mà giá đúng như hàng tầm trung luôn anh em nhé. Cầm con này 22 Ultra này nó đẳng cấp hơn nhiều so với cầm những quan hàng tầm trung mà kể cả các bác dùng các bác sử dụng này, nhìn nó phê chưa? Đấy, 22 Ultra cầm rất phê đẹp mà giá cũng chỉ loanh quanh có hơn 11 triệu thôi là các bác đã mua rồi. Và clip của em hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn, xin chào tất cả các bác. Anh em nào quan tâm chiếc nào thì nhắn tin Zalo bên em để đặt hàng các bác nhé. Đấy, thì hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.